Hello anh em, xin mời anh em đã trở lại với Shiro Win, Shiro và Takimi. Rất vui vì hôm nay tôi được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại con ạc Kisame tân thủ huyền thoại của mình. Nói chung thì đã trải qua một thời gian khá là dài thì mình đã cùng anh em tân thủ đến giây phút bây giờ luôn. Đến bây giờ cũng đã cấp độ 90, có hầu như là gần hết các hoạt động rồi. Chỉ còn những cái hoạt động cấp cao thì chưa có thôi. Địa ngục dung luyện, mê trận bảo thạch, rèn đồ, đồ thì mình cũng có rồi. Nói chung là còn rất là nhiều hoạt động phía sau nữa, nhưng mà hiện tại mình đã cùng anh em đến với cái hoạt động, đến với cấp độ, đến giây phút hiện tại bây giờ là cũng rất là kinh dị rồi. Thì thành ra là hôm nay mình cũng muốn làm một clip để cho anh em có hứng thú hơn trong cái việc chơi game. Hôm nay thì sẽ là một cái series mà mình nghĩ là anh em cũng khá là yêu thích, anh em cũng khá là mong muốn mình làm cũng từ rất là lâu rồi. Đó là series tăng cấp sức mạnh cho con ạc tân thủ của mình. Thì tất nhiên rồi, trải qua một cái thời gian nói chung là mình cũng không tăng cấp làm gì cả anh em. Mình chỉ dùng để làm clip cho anh em thôi. Mình để một ngày, mình để dành vào đến một cái ngày đặc biệt nào đó thì mình sẽ làm. Và cái ngày đó thì cuối cùng cũng đã đến rồi anh em ạ. Như thường lệ thì mình gửi lời chúc đến anh em một ngày vui vẻ. Xem clip mình thì nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Nếu có quảng cáo hiển thị trong video thì anh em cũng nhớ click ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây là phần quà của trong đấu trường. Rồi ok, còn đây là quà online. Mình sẽ nhận như thường lệ thôi. Mình sẽ làm từ từ cho anh em hiểu hơn, anh em rõ hơn. Những anh em nào chưa biết, ồ cái quà này hơi nhiều cho nên thành ra túi đầy rồi anh em. À, ok, mình có một số thông tin thông báo cho anh em biết luôn, cho mừng anh em lại không biết. Đầu tiên là mình đã đạt quyết 6 rồi. Ở bữa mình vừa đà nạp 100k. Bữa vừa nạp 100k nữa, thành ra là giờ lên quyết 6 rồi anh em. Lên quyết 6 rồi, các bạn có rất là nhiều tính năng mới. Các bạn có thể đánh boss tự động, đi chiến trường tự động, nhưng tất cả mọi thứ đều tự động, chúng ta không cần phải làm, không cần phải canh giờ anh em, rất là sướng luôn. Bình thường là mình đánh là mình phải đợi canh 3:30, 4:30, 9:30 gì đó các kiểu để đánh boss rất là cực khổ luôn anh em. Đã về nhà còn không có wifi nữa. Phải xài mạng tốn tiền sắp bật lờ luôn. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Bây giờ thì nó đã có tự động rồi anh em. Rất là ngon lành canh đào luôn. Rồi, chỉ là một số lời khuyên của mình dành cho những anh em nào trong tân thủ nữa. Đó là nếu mà anh em đã có công hội rồi á, anh em nhớ mỗi ngày mua mấy cái này để các bạn nâng cấp mấy cái này. Đó, nâng cấp mấy cái sinh mệnh, sinh miết gì đó anh em. Các bạn mỗi ngày cống hiến vô đây. Các bạn làm mới thương thành này để các bạn kiếm quà. Đấy, các bạn đổi những cái thứ cần thiết. Các bạn thích cái gì thì bạn đổi thôi, đơn giản là các bạn thích cái gì thì bạn đổi thôi. Nó cũng không có gì đặc biệt. 100 vàng luôn. Trời ơi nó phê vãi nồi. Cuối cùng thì cái giây phút may mắn mình đã đến rồi. Bây giờ mình đã có 700 vàng, mình có thể mua thêm một quỷ hai tặc này nữa là quỷ 600 vàng. Đó. Sau đó mình sẽ tiêu được ở trong đây và mình sẽ đổi quặng để mình ít bộ mình rèn đồ. Thông báo với anh em luôn là mình sắp rèn cái vũ khí nha, mình sắp rèn cái vũ khí nha, để mình xem có đủ chưa nè. Ồ, được một cái nữa nè. Nguyên liệu không đủ hả? Không đủ thôi. Cái vũ khí này thì mình không có độ 85, cho nên mình phải rèn từ độ 80 đây anh em. Rất là đen luôn. 192 so với 171 hả? Tức là mình thiếu khoảng 21 cái nữa. Vãi thiệt, còn thiếu khá nhiều đó anh em. Thôi để sau mình rèn đi. Clip hôm nay thì mình tăng cấp sức mạnh thì mình cũng có rèn một số món đầu tiên của mình luôn. Một cái món nào mà mình rèn được thì mình sẽ rèn cho anh em xem. Hôm nay mình cũng sẽ có rèn đồ nha anh em. Rồi, để mình coi coi tu luyện này chưa búp nè. 76% hả? Quay 4 lần này. Ui trời ơi, được đồ tào lao thế nhỉ. 76 búp thế này là chắc lên 80% được rồi. 80% đúng như mình dự đoán. Chế đồ thì các bạn hãy tự động chế thôi, cũng không có gì đặc biệt. Rồi bán đi, mấy cái này dùng được thì dùng, còn cái nào không dùng được thì bán thôi. Nó đơn giản là như vậy thôi anh em. Mấy cái ma khí này thì bán đi chứ làm gì. Anh em nào mà còn cấp độ nhỏ thì có thể đổi vào phòng lễ phẩm để các bạn lấy quà thân mật, để các bạn búp thân mật ở đây nha. Còn mình thì mình giờ không cần nữa cho nên thôi mình bán luôn, đỡ mất thời gian. Ok, rồi ok, thôi bắt đầu vào ngay với series rèn đồ nha anh em. Ôi chưa được, chưa được. Còn này quay nữa. Anh em cứ từ từ nha, để mình quay hết mấy này đã. Yeah, là 81%. Cuộc đời là phải như vậy anh em, nó phải lên cấp như vậy. Nhưng mà giờ mình cần phải cài đạt cấp 92 lận. Nó rất là châu bò luôn, thực sự cấp độ giờ cài rất là kinh dị luôn anh em. Mới 81% mà. Ok ok, anh em cứ bình tĩnh. Rồi bây giờ thì mình sẽ xem coi. Hôm nay á, thì mình sẽ chỉ cho anh em cách kiếm đồ 85 mà như bữa mình chỉ rồi đúng không ta. Đây, ví dụ như nhân vật chính của mình bây giờ hiện tại mới có nhận 85 thôi. Mình sẽ chỉ cho nên một cái cách để các bạn vừa có vũ khí, vừa có nhận, vừa có ma khí, và có full bộ nón, BB áo và dây chuyền luôn. Chỉ cần các bạn bỏ ra 1.500 vàng, các bạn mua giảm giá cái hộp quà người thứ 6 hay thứ 7 về đây nè.
1500 vàng nha anh em, là bạn có thể full bộ đồ 85. Đấy, cái nền như bữa cũng có chỉ rồi thì phải. Thôi thì mình nhắc lại đi, coi như là nhắc lại cho những anh em nào chưa biết. Rồi ok, nhưng mà những bạn nào chưa biết thì có thể bắt chước mình mua cái hộp đó. Nhưng mà mình thì mình không mua nha anh em, mình thì mình không mua hộp đó, mình cày từ từ à. Tại vì mình hết vàng rồi, chứ nó có đồ vàng mình cũng mua đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ rèn cho đồ cho thanh niên U-Shop của mình. Đầu tiên là mình sẽ lấy một cái nón 85. Cái cách để kiếm nón 85 ấy anh em, mình sẽ chỉ cho anh em cách để kiếm nón 85. Bây giờ thì thằng U-Shop mình nó chỉ mang nón là nón 70 thôi, mà còn chất liệu đỏ nữa anh em. Phẩm chất đỏ là nó cùi hơn phẩm chất tím rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ đổi cái nón 85, sau đó mình mang vào cho anh em thấy sức mạnh nó gia tăng thế nào nha. Lực chiến bây giờ là 392k. Rồi ok, 392, mình sẽ lưu lại lực chiến cho 392251 đúng không? Ok, rồi bây giờ các bạn vào tầm bảo này. Công sức bấy lâu nay mình tầm bảo là nó nằm ở đây hết nha anh em. Các bạn sẽ tích sau tím. Ui dồi. Rồi các bạn đổi đồ. Đây, đổi chiếc nón 85. Ở trong đây thì các bạn chỉ có thể đổi được cái nón với BB thôi nha anh em. Nón với BB thôi. Rồi mình đổi BB trước đi. BB trước nha anh em. Tại vì mình BB thì mình nhớ không nhầm thì mình có một hai mảnh gì đó thì phải. Trong kho thì phải. Đây, một mảnh. Vậy là chỉ có một mảnh thôi. Bây giờ mình sẽ đổi thêm 4 mảnh nữa. Một cái mảnh BB 85 với lại mũ 85 thì bạn cần là 125 sao tím. Đấy, mình thì có 1200 nè anh em. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đổi 4 mảnh. 4 mảnh thì bạn sẽ tốn là 500. Ok. 500 với lại hôm nay nữa là đủ rồi đó. Đó, các bạn đủ. Chỉ cần các bạn có đồ 85 thôi, các bạn cứ tự do rèn đồ thoải mái. Tại vì đồ 85 là cái đồ level max của đồ tím rồi anh em. Rồi ok, giờ mình sẽ kế thừa sang cho thằng U-Shop. Thằng U-Shop hiện tại thì đang mang BB cũng BB 75 thôi anh em, khá là cùi. Rồi bây giờ thì mình sẽ kế thừa sang di chuyển cả bảo thạch cho anh em. Rồi sau đó thì nó sẽ rất cường quá. Từ phẩm chất đỏ sang tím thì nó sẽ rất cường quá. Còn từ phẩm chất tím sang tím nó sẽ không rất cường quá. Rồi bị rớt 77 luôn, tức là mình sẽ bị rớt khoảng hình như là 7 level sao á, rớt 7 cường quá. Rồi cường quá lại cái đã, cường quá lại cho nó vài phát luôn. Berry mình tích cũng hơi nhiều rồi, 200 triệu. Cái berry này là mình để dành để mai mốt thì mình làm cái clip làm bảo thạch cho anh em coi, còn bây giờ thì chưa cần thiết. Ok, còn vẫn còn 200 triệu mà đúng không. Đây em sẽ mang vào, các bạn sẽ coi lực chiến nó gia tăng kinh khủng cỡ nào nha. Rồi 393k luôn, vãi thiệt. Tăng được 800 lực chiến. Hồi nãy thì như là bị trừ một số hệ số. Tại vì cái BB này nó có vật phòng sinh mệnh được khá là ngon. Cho nên bây giờ mình phải vào đây mình lò rèn để mình tẩy lên cho nó nha anh em. Cái lò rèn này khá là quan trọng đấy. Các bạn tẩy được hệ số rất là ngon luôn. Ồ, đây sinh mệnh thì vật phòng thì chủ phòng là này cũng ngon rồi nè. Đấy, 393k1. Rồi bây giờ thì mình sẽ bay vào rèn đồ luôn. Nó năng gì nhiều. Như vậy là lực chiến của mình bây giờ là 393134, 393134 đó anh em. Mình là tính mình cái gì cũng phải lưu lại anh em, lưu lại đàng hoàng cho nó kỹ càng. Rồi, rèn đồ nè. Muốn rèn cái BB này lên 90, các bạn rớt cực quá nữa sao rất hoài vậy. Cần 60 quặng đồng thì mình có 400 quặng ở đây, 400 quặng luôn anh em. 400 quặng đồng. Còn nếu bạn nào thắc mắc sao anh có nhiều quặng đồng vậy thì mình nói luôn cái quặng đồng này là đợt trước mình có cái cô dê mình nhận cái cô dê đó thì nó được cái quặng đồng nhiều thôi, chứ thật ra cũng không có gì nhiều đâu. Ngoài ra chúng ta còn phải tiêu thêm 70 vạn berry và 50 cái ảnh hồn này đấy, chứ không phải là chỉ tiêu cái nguyên liệu không nha anh em, cho nên rất là cực khổ luôn. Rồi mình đã rèn thành công rồi. Trang bị cam đầu tiên của mình là cái BB, phải thiệt, mang vào tiếp tục là lực chiến lại được gia tăng. Bây giờ là 393k3. Ủa chỉ tính ra tăng có 200 lực chiến thôi hả, sao bèo thế nhỉ. Mình cảm thấy nó hơi bèo rồi phải. Cảm thấy nó bèo vãi lờ luôn anh em à. Bèo vãi luôn ấy. Rồi tiếp theo là cái nón này thì các bạn cần đổi 5 mảnh. Thì các bạn phải tốn là 625. Mình còn 737 là cũng vừa đủ. Yes. Hợp lý, hợp lý. Rồi tiếp tục kế thừa thôi anh em. Tiếp tục vẫn là U-Shop. Mình thì mình đầu tư cho U-Shop. Mình cực kỳ thích đầu tư cho U-Shop luôn. Ok. Nên tiếp tục là bị rớt cực quá nữa. Chán thiệt chứ. Rồi ok, để xem nào. 393k3, bây giờ 394k. Ui trời ơi, mình tính ra là đổi từ cái đồ đỏ sang đồ tím mình thấy nó còn ngon hơn rèn đó anh em. Rèn nó chả tăng bao nhiêu lực chiến hết thiệt luôn ấy. Rồi bây giờ là 394k tròn nè. Tiếp tục bây giờ rèn đồ. Ok. Tiếp tục là 60 quặng đồng nha anh em. Lại có thêm một bộ được rồi. Đó. Này là 394k đúng không? Bây giờ 394k2 đấy anh em thấy không? Nó tăng không bao nhiêu lực chiến cả. Rèn đồ lên nó rớt cường quá kinh vãi sao ấy, cho nên là nó không tăng được bao nhiêu cả.
Ồ, còn mấy cái này giờ nếu mà có ai cần nữa thì mình sẽ mang cho. Còn nếu không cần thì thôi. Cái này mới cộng 5 mà. Nón này nón 75, nón này nón 70 cũng cùi, nên thôi bán luôn cho rồi đi. Rồi, ok. Đỡ chật túi anh em, mình giải phóng được thêm một ô nữa. Bây giờ mình sẽ cất cái gì đó vào. Cất cái này đi. Anh em thấy hợp lý không? Như là mình đã rèn được hai món cho thằng Usopp. Cái nón này thì nó cũng đang cùi cho nên mình cần phải tải một cái nào đó ngon ngon cho nó này. Đó, phải vậy chứ. Trời ơi. 394k hả anh em? Vẫn còn khá là cùi anh em, vẫn chưa lên được 400k anh em. Chán thiệt. Quên anh em, còn một trang bị tím này mình muốn đổi cho anh em, đó là cây ma khí của con Nami. Ok, cây ma khí Nami này chắc là tăng lực chiến ghê đây. Đây, mình cũng có sẵn là một mảnh rồi anh em, mảnh cầu vòng 85 nha anh em. Khá là kinh đấy. Vào chế độ. Cái trong chế độ này thì bạn lại tiếp tục đổi được nhẫn hoặc là ma khí 85. Còn ở trong tầm bạo là bạn đổi được nón và BB ấy như mình nói hồi nãy. Bây giờ mình sẽ đổi được 4 mảnh. Đó, vừa đủ luôn anh em. Nói chung là mình cũng tính là vừa đủ hết rồi. Rồi, đó, tiếp tục mình sẽ lại kế thừa qua cho con Nami. Lần này hình như là tốn 20 vàng rồi sao ấy. Nói chung là mình hy sinh vàng thôi anh em, không có gì hết. Hy sinh vàng vì clip thôi, không có gì hết. Chả có gì đặc biệt. 20 vàng lại 20 vàng nữa là thành 30 vàng. Ok, không sao hết. Cứ tiêu đi anh em, thoải mái đi. Cuộc sống mà. Đôi khi cứ thoải mái là được. Cái ma khí này thì mình chưa đủ quặng quặng bạc để mình rèn cho nên thôi là mình không tạm thời không rèn nha anh em. 394k3. 394k3 lên được 395k6. Ui giời, tăng cả k lực chiến chứ không phải đùa đâu anh em. Ok, cái ma khí này cũng ngon nè, trang bị vào. Đó, mấy cái nào ngon là phải mang hết anh em. Cuộc sống mà. 395k7 à. Ui trời ơi, vẫn chưa lên được, vẫn chưa lên được. Vẫn chưa lên được 400k anh em ơi, khó quá à. Cần quá vài phát coi. 395k8 hả? Ui trời ơi, vẫn không lên nổi nha. Giờ có cách nào lên không ta? Huấn luyện đồng đội xem sao. Mình thấy huấn luyện đồng đội này nó tăng lực chiến ghê lắm nè. Để mình test thử nha anh em. Bây giờ là 395k8, mình sẽ làm lên 396k nè. Lên nè, lên nè. 396k nè, lên. Lên 395k990 phải lờ thật. Rồi 396 rồi đó anh em. Hôm nay cũng là ngày mình kết thúc cái đại chiến nhiệm vụ Gia La. Tính ra là hôm nay mình đã cùng anh em trang bị thêm 3 cái món đồ 85 nữa. Và kèm theo đó là rèn lên 90 hai món, khá là ngon. Đây lệnh thưởng Everdown này. Đó, cái này thì mình bị bí mấy ngày nay nè, cho nên không làm được. Xong, được 500 vạn berry, khá là ngon. Rồi, dạy thuộc hạ 6 lần thì những anh em nào chưa biết về cách kiếm thuộc hạ thì các bạn phải vào cảng nha. Mình có một thuộc hạ nè. Các bạn cần kiếm thêm hai thuộc hạ nữa thì các bạn vào cảng, sau đó các bạn sẽ chinh phục. Các bạn kiếm ai mà yếu yếu á, các bạn chinh phục. Mỗi lần chinh phục thì giống như đánh phó bản thôi, chúng ta sẽ tốn một lần hoạt động. Ui, nên nó có cả thời trang Halloween này. Ngầu thế nhờ. Nhưng mà mình vẫn win thôi. Tiếp theo là cấp 72 này đi. Rồi, ok, vậy là có 3 thanh niên để cho mình làm thuộc hạ. Đây, thanh niên này. Ô, thanh niên này làm rồi à. Đó. Đó, thấy chưa anh em. Như vậy là mình đã đủ 6 lần, mình đã xong cái đại chiến nhiệm vụ này. Đó, đá huyết linh nhân 20. Cường quá trang bị 10 lần thì được gen ác quỷ hả? Ui, mà phải thiệt, hồi nãy mình vừa cường quá luôn. Bây giờ chưa đủ rồi. Cường quá trang bị 10 lần hả? Bây giờ mình còn có 3 lần rồi anh em. Hơi đen, cái này phải chờ đợi thôi. À, cái này là phải chờ đợi rồi. 87, 88, 89, rồi được hai cái. Phải chờ đợi thôi, không sao hết, cứ chờ đợi thôi. Có còn gì làm ta? Còn 4k nữa thôi là lên 400k rồi. Cái này là mình làm bảo thạch cái là lên liền rồi, nhưng mà clip bảo thạch thì mình để dành cho ngày mai ngày mốt gì đó mình làm sao. Cái gì đây nha? Cái gì đây nha? Thì anh em thì làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Ờ nãy mình vừa tiêu một ít vào thì phải. Có vẻ như thiếu 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 thiếu. Ok, tiêu một vàng đi. Là vừa đủ luôn. Mình đang cực kỳ yêu thích quặng sắt luôn anh em. Có bạn mình đi thì hiện tại cũng giờ cũng có quặng rồi. Chỉ cần đi thôi, chỉ cần chịu khó, có lực hoạt động, chỉ cần có lực hoạt động là chúng ta phải đi được. Mình đang tập trung đến con Califa để tích cái quặng sắt này đây. Tích cực kỳ nguy hiểm luôn anh em. Rồi, clip hôm nay thì nói chung là cũng là clip tăng cấp sức mạnh và cũng là clip đặc biệt tại vì rèn đồ là đồ cam rất là vi diệu luôn anh em, cho nên thành ra là rất là cảm ơn em đã theo dõi cũng như là nhớ like video, subscribe đăng ký kênh, click quảng cáo cho mình nha. Anh em còn muốn mình làm clip về nội dung gì thì cứ để lại comment cho mình biết, mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em. Nói chung thì bây giờ chúng ta phải nghỉ ngơi trong cái kiểu phó bạn rồi anh em.
đánh phát bạn thì bây giờ cần phải nghỉ ngơi rồi, tại vì bây giờ level nó không đủ nữa, cho nên là cần phải nghỉ ngơi thôi. Mình không có cách nào khác là chỉ biết nghỉ ngơi thôi, phải cần phải nghỉ ngơi thôi để chờ cấp độ thôi. Chắc là ngày mai, ngày tầm ngày mai là mình đủ cái quảng sắt này để mình rèn cái vũ khí ấy. Ok. Và chúng ta mình ưu tiên, mình khuyên anh em là nên ưu tiên rèn đồ 80, 85 trước. Còn mấy cái đồ 75 các bạn không nên rèn, nó tốn rất là nhiều nguyên liệu luôn. Cho nên là đừng nên rèn, khuyên anh em là không nên rèn. Đồ 75 là tốn nhất, 80 thì còn đỡ đỡ, 85 là ngon nhất luôn. Cho nên là cứ rèn đồ 85 thôi. Mình thì mình tại vì khó khăn quá, không có vũ khí 85 chứ nó không là mình rèn 85 rồi. Không có 85 nên thành ra mình phải rèn vũ khí 80 đó anh em. Rất là cực luôn. Ok, mình đánh xuống còn 14 lực đi. 15 này, 14 này. Ok, đủ rồi đó. Thì mình vào mình đổi xem được bao nhiêu quặng rồi này. Được thêm 10 quặng nữa, vãi thiệt. Có thế nhỉ. Ô, 182 so với 192, vậy là mình thiếu 10 quặng nữa thôi, 10 quặng nữa là đủ rồi. Chỉ cần 10 quặng nữa thôi anh em ơi. 10 quặng này cũng phải tốn cả mớ lần hoạt động ấy. Ok, berry nhận thôi. Berry khá là ngon. Ui dồi ôi, tại sao nó không ra vàng nha. Ra tàn bã đồ vớ vẩn không à. Kho này mình lại cất được thêm một cái nữa này. Chắc quỷ, thông báo cho đây luôn, mình là có chắc cấp xanh nha. Chắc 7 sao đàng hoàng nha, không phải đùa đâu. Mang cho nhân vật chính đấy. Rồi ok, trước khi kết thúc clip thì mình cũng không quên cùng anh em chiến một trận đấu trường để giành hạng nha. Hiện tại thì mình đang xếp hạng 13. Bây giờ mình sẽ thử đánh với thanh niên nào đây. Thanh niên nào nó ghê ghê một chút coi. Haru-chan này là cấp nhiêu đây? Cấp 90 là chiến 400k hả? Ghê vậy, căng vậy. Mạnh quá đi em ơi. 453k, ui dồi ôi, xong người tăng 10 bản đâu vậy. Rồi mình sẽ đánh với một thanh niên nào đó bậy bạ để mình làm mới. Ui, thua luôn kìa, vãi thiệt. Được chiến nhiêu mà mạnh vậy? Cấp 87, 356k mà mình thua, what the hell. Xem chiến báo rồi. Không tin được là mình thua luôn anh em à. Ồ, vậy là Usopp đam khá là to. Mấy thanh niên này bây giờ rằng là làm ngọc 6 sao không à anh em ơi. Làm ngọc 6 sao không à. Này cho anh em, tôi đi lên 7 sao luôn rồi, vãi lờ thật. Cái gì vừa xảy ra thế này? Căng thế. Anh làm ngọc vậy ai chơi? Nhưng một chính mình mà trụ không nổi là anh em hiểu à. Nhưng một chính mình là mát trâu luôn anh em. Mà còn trụ không nổi thì làm sao mà mấy đồng đội khác của mình đỡ nổi. Để coi như một chính mình bao chết rồi cũng shop tôi này không? Chắc là không đâu, trầu lắm rồi. Đấy, biết ngay. Ui, không chết cây da luôn mà. Trâu chưa? Trận này thì nó tính ra là mình cũng xém ăn, xém win anh em. Tại Usopp này còn xíu máu nữa, trắng cay luôn, đen thiệt. Anh em thấy đen không anh em? Thiếu một chút xíu nữa thôi là mình win rồi đấy. Một xíu may mắn nữa là mình win rồi. Chuyện trắng cay không chết, trắng cay không chết là sao? Vẫn chưa hiểu, mình vẫn chưa hiểu lắm về vấn đề này. Rồi, mình sẽ đặt trận hình khác. Ok, lại em. Mất 4 vàng hả? Hơi tiếc nha. Đây là vàng mình bây giờ rất là khan hiếm cho nên mình cũng hơi tiếc. Ủa sao clip 18 phút luôn rồi hả? Sao nhanh dữ ta? Mình mới quay đây 18 phút thôi. Rồi tạm biệt anh em. Clip dài quá rồi. Mình định trả thù mà thôi. Thù sắp bật rồi, thôi khỏi luôn đi. Tại vì clip dài rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip. Bên giờ like, video, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ bình, cái quảng cáo nha. Ok.